Trong vòng 2 năm trở lại đây, những vụ sa thải hàng loạt nhân sự thay thế bằng trí thông minh nhân tạo AI ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Với Google, đó là kỷ lục 12.000 nhân sự bị cắt giảm trong năm 2023 và có thể là thêm 30.000 lao động sắp bị sa thải. Hay hãy thử nhìn vào Duolingo, con cú xanh nổi tiếng nhất trong các nền tảng học ngôn ngữ, với hơn 500 triệu người dùng đã quyết định cắt giảm 10% lao động thời vụ để thay thế bằng AI. Có thể nói, chuyển đổi số đang trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm cho các cơ hội mưu sinh, sống còn của con người. Bị trực tiếp lấy mất đi cơ hội bởi chuyển đổi số là một thực tế buồn, nhưng có thể nói là không quá nguy hiểm. Cái nguy hiểm ở đây phải là thứ mà chuyển đổi số đang âm thầm gián tiếp cướp đi của con người, và đó chính là một cuộc sống tự do thật sự. Vậy thì con người đang bị lệ thuộc vào máy móc và công nghệ thế nào? Nó đang ngày càng nghiêm trọng ra sao? Và liệu con người có mất mạng nếu như một ngày thực sự không có mạng? Trong video này, hãy cùng Spyroom trả lời qua các góc nhìn xã hội nhằm làm rõ sức ảnh hưởng của thời kỳ chuyển đổi số lên con người tại Việt Nam, qua đó xác định rằng liệu các tác nhân công nghệ trong kỷ nguyên số hóa có định đoạt mạng của thế hệ hiện tại hay không. Đây là quan điểm của tác giả Nguyễn Quốc Anh trong bài viết Con người 5.0, mất mạng là mất mạng, với tâm điểm nghiên cứu là Gen Z, những cá nhân ra đời vào khoảng năm 1997 đến năm 2013 và là nhân chứng sống của cách mạng tự động hóa và số hóa. Và hãy cùng đi vào câu hỏi đầu tiên, đó là liệu con người có đang lệ thuộc vào công nghệ? Chuyển đổi số được tin là hành động đặt mốc cho cuộc cách mạng công nghiệp 5.0 trong một thập kỷ tới. Kể từ thời kỳ 2.0 vào những năm 1870, sự góp mặt của điện đã thúc đẩy nhân loại trong việc nghiên cứu, sáng chế và khởi tạo khoa học, dẫn đến cuộc cách mạng kỹ thuật số 3.0 nhằm cho ra đời những bộ máy nhân tạo đa kích cỡ như máy tính, laptop, điện thoại ở quy mô toàn cầu. Chất xúc tác này đã giúp cho hỗn hợp cùng con người và kỹ thuật số kết tủa thành một mạng lưới đa quốc gia, net, hay nói cách khác, sự ra đời của thiết bị trao đổi thông tin hiện đại đã kết nối mọi cá thể trên hành tinh tỷ dân, từ những tổ chức tư nhân, doanh nghiệp, hộ dân cho đến chính phủ, inter. Đây cũng là định nghĩa đằng sau khái niệm Internet. Sự chuyển mình đến 3.0 đã tạo nên cầu nối vô hình giữa giao tiếp vĩ mô, truy cập thông tin đa phương tiện và phát triển kinh tế vượt bậc, lấy đó làm nền móng. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kể từ năm 2011 đã cho ra đời Internet vạn vật, IoT, dữ liệu lớn, Big Data, chuỗi khối mã hóa, Blockchain và vô số những giải thuật thủ công tự động như học máy, Machine Learning, học sâu, Deep Learning và trí tuệ nhân tạo AI. Tất cả đã hình thành nên một môi trường, nơi mà sự tương tác giữa con người và máy móc luôn đi song song nhằm tối ưu hóa hoàn toàn quy trình sản xuất và phân tích trong doanh nghiệp. Ta thấy được tầm quan trọng của công nghiệp hóa trong nền kinh tế số, Digital Economy. Tuy nhiên, liệu điều này có đang làm con người trở nên lệ thuộc, đặc biệt là đối với thế hệ Gen Z, cũng là thế hệ đang làm nên tương lai của Việt Nam? Sớm được trải nghiệm cũng như thích nghi với hàng chục thiết bị di động thông minh như iPhone, Samsung Tab hay Smartwatch và hàng trăm ứng dụng mạng xã hội như Facebook, YouTube hay Instagram, Gen Z có thể thấy là nhóm đối tượng được ưu ái nhất trong suốt thời kỳ 3.0 đến 4.0 với những hành trang điện tử đồ sộ và phức tạp. Một điều hiển nhiên, máy móc được sinh ra là để phục vụ con người và việc Gen Z tận dụng triệt để chúng không có gì là sai. Nhưng cùng sự tiến bộ vượt bậc của AI, ranh giới giữa việc đồng hành, co-pilot và bị chi phối, dominate, dần trở nên mong manh. ChatGPT đã chỉ ra rằng Gen Z thường có xu hướng tìm lối tắt để đối phó với vấn đề hơn là thực sự hiểu bản chất. Nhưng đó có hoàn toàn là vấn đề của chỉ riêng lớp trẻ như Gen Z? Hãy cùng nhìn vào con số về độ bao phủ này. Tính đến năm 2028, số lượng người sử dụng điện thoại thông minh trên quốc gia được ước tính gia tăng hơn 10% so với năm 2023 và không có dấu hiệu hạ hỏa, đạt mốc trên 74 triệu người dùng. Dự báo này cho thấy mối quan hệ tương quan đồng biến giữa sự tăng trưởng GDP và lượng người truy cập di động thông minh tại Việt Nam qua hàng năm. Điều này đồng nghĩa với việc mạng lưới truy cập Internet được mở rộng song song nhằm đáp ứng đa phần các nhu cầu số trong tương lai. Kèm theo sự bùng nổ gần đây của AI và ứng dụng thực nghiệm, sự phổ cập Internet có thể đạt ngưỡng 99%, sớm vượt ngưỡng dự đoán của Statista năm 2024. Tổng thể, sự phát triển và lan rộng của sử dụng thiết bị điện tử và Wi-Fi là để đảm bảo quyền tự do truy cập Internet tại đa quốc gia, và đó cũng được xem là long mạch của thời kỳ chuyển đổi số. Nhưng nếu như sự bùng nổ của công nghệ đang là long mạch của thời kỳ chuyển đổi số, thì trọng tâm của xã hội đang đặt ở đâu? Trung bình một người Việt ngủ từ 6,5 cho đến 7 giờ đồng hồ một ngày và dành 17 tiếng còn lại hoạt động, trừ đi 2 giờ 30 phút giải trí và 2 giờ đồng hồ cho 3 bữa ăn một ngày, ta còn 12,5 tiếng. Tuy nhiên,
việc truy cập Internet giải trí có thể chiếm đến trên 6 tiếng một ngày. Như thế sẽ rút ngắn thời gian tổng thể lại còn 8,5 tiếng. Trừ đi 8 tiếng làm việc công sở mỗi ngày, người Việt còn xấp xỉ 30 phút cho bản thân được chống khỏi sự hiện diện của điện tử. Và con số này vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Thời lượng sử dụng Internet, dù là để xem phim, đọc báo, chơi game hay nghe nhạc có thể lớn hơn nữa, và tất cả đều yêu cầu mạng. Chúng ta sẽ đào sâu vào quỹ thời gian ở trên để xác định chúng được chi tiêu như thế nào. Ở Gen Z, việc định hướng lối sống chủ yếu được trau dồi qua mạng xã hội. Tương tự, phần lớn kiến thức cũng được Gen Z dung nạp qua các trang mạng hoặc diễn đàn chung trước khi tìm đến gia đình, bạn bè và người có chuyên môn cao. Hơn 70% số nguồn trong danh sách ưu tiên của Gen Z đều thông qua truy cập Internet. Qua báo cáo, ta có thể thấy đây là hiện tượng phổ biến của người trẻ trước sự tiện lợi và thoải mái của mạng xã hội. Điều tương tự cũng xảy ra đối với Gen Y, Millennials, khi đa phần người tham gia đều ưu tiên mạng xã hội trước khi tương tác thật. Tuy vậy, chuyên gia vẫn là lựa chọn ngày sau mạng xã hội, chút ít khác biệt với Gen Z. Đây được tin là hệ quả của đợt dịch Covid-19, bởi nó đã làm Gen Y và Z thay đổi hành vi tiêu dùng, cũng như tâm lý ứng phó với hoàn cảnh, buộc mọi người phải chuyển hóa số. Trong đó, Facebook, Instagram và TikTok được xem là ba ứng dụng mạng xã hội chi phối lối sống của Gen Z nhiều nhất, còn Zalo lại có tiếng hơn trong giới Gen Y và Gen Z. Hơn hết, trong năm 2021, có 22% người tham gia báo cáo cho biết họ sử dụng Internet hơn 9 giờ mỗi ngày, một sự tăng đáng kể so với con số 9% ghi nhận vào năm 2020. Đa số người tham gia truy cập Internet có điện thoại thông minh để học tập, xem phim, nghe nhạc và mua sắm trực tuyến. Gần 75% số người tham gia cho biết họ mua sắm trực tuyến, trong khi 91% sử dụng điện thoại thông minh cho các hoạt động trực tuyến khác nhau. Các danh mục mua sắm trực tuyến phổ biến nhất là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thiết bị gia đình và thiết bị điện tử. Mặc dù thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng vẫn được ưa chuộng với tỷ lệ 73%, nhưng việc sử dụng ví điện tử đã tăng từ 23% vào năm 2020 lên 37% vào năm 2023. Khoảng 24% số người tham gia cho biết họ tiêu hơn 10 triệu đồng mỗi năm để mua sắm trực tuyến. Uy tín của một nền tảng thương mại điện tử được xem xét là yếu tố quan trọng nhất đối với người tiêu dùng trực tuyến, với 74% số người tham gia coi đó là quan trọng. Chung quy lại, ta thấy rằng ở hiện tại, khi có vấn đề xoay quanh lối sống và sức khỏe, con người phó mặc phần lớn mạng của họ cho mạng xã hội và truyền thông quyết định, trong khi tìm đến chuyên gia hay người thân cận chỉ là phương án sau. Ta thấy rõ sự chuyển mình của con người dạo gần đây. Điều này làm các nhà khoa học không khỏi hoài nghi rằng cái giá mà con người phải trả cho sự dựa dẫm vào công nghệ mới trong hành tinh số hóa sắp tới sẽ là gì. Song song cùng câu hỏi đó, những năm trở lại đây, AI cũng đặt ra một câu hỏi nhức nhối không kém. Đó là có phải nó đang trở thành một chỗ dựa công nghệ mới của con người hay không? Trong bối cảnh hiện tại, sự xuất hiện bất ngờ của làn sóng trí tuệ nhân tạo AI đã kích động thị trường. Các data-driven business dần đổi họ tên thành AI-driven business. Các ứng dụng và website hỗ trợ công cụ AI để tóm tắt nghiên cứu khoa học, tạo ảnh viral hay nổi bật nhất là ChatGPT đã hâm nóng công nghiệp ở nhiều khía cạnh, từ tài chính, kinh tế đến marketing, viết lách, hạch toán và lập trình. Tuy vẫn còn trong quá trình phát triển, nhưng tất cả các ứng dụng đều cho người dùng khả năng học và đọc nhanh những kiến thức mới, tự động hóa quy trình và thay nhân viên làm những việc còn con như viết email trả lời khách hàng, tư vấn gói dịch vụ và khảo sát thu thập mức độ hài lòng qua điện thoại. Đây có thể là bước đầu của nhân loại trong công cuộc tiến vào kỷ nguyên 5.0, nơi tự động hóa hóa con người. Ở một góc nhìn chung, AI mang lại nhiều lợi ích cho con người và sớm hay muộn sẽ xoán ngôi mục mạng xã hội trong việc tư vấn đời sống. Tuy nhiên, liệu đây có phải là điểm báo cho sự hạn hẹp tri thức của con người 5.0? Tính đến thời điểm hiện tại, AI nổi tiếng chủ yếu là vì khả năng tự động hóa như đã nhắc đến trong các doanh nghiệp lớn. Nhưng nếu xét việc sử dụng ở quy mô con người, khả năng đấy lại là một con dao hai lưỡi. Việc có mọi thứ một cách dễ dàng qua vài phút gõ phím, nghe thoáng qua tưởng chừng sẽ giúp con người tiết kiệm được thời gian đọc tài liệu. Nhưng với những đặc tính vốn có của con người như tham lam và háo thắng, AI có nguy cơ trở thành chỗ để các con dân trục lợi khoa học, thay vì được sử dụng như một công cụ phục vụ nghiên cứu hàn lâm. Điều tương tự đã từng xảy ra với Google. Có một sự thật bất ngờ rằng đa số người dùng đều không thật sự hiểu cách sử dụng Google, ngoài tra những gì mình nghĩ và đọc những gì hiện lên tức khắc, trước khi kịp đọc cả báo cáo hoặc đánh giá nguồn bài báo. Vấn đề này sẽ trầm trọng hơn khi AI dần được phổ cập. Giờ đây, cùng một câu hỏi tra Google, ChatGPT có thể vào thẳng vấn đề và soạn ra một văn bản hoàn hảo gồm những thông tin học được từ cả bộ dữ liệu thế giới ở mọi ngành nghề. Với những bản tính trên, việc copy-paste hẳn là phương án tối ưu nhất với người dùng và việc học lỏm dần trở nên nhanh chóng hơn. Trên đà hiện tại thì chẳng phải này mai Việt Nam sẽ đẩy dẫy những nhà bác học tự xưng, xã hội sẽ lại đối mặt với căn bệnh thế kỷ mang tên lười. Mọi thứ đều xuất phát từ tư duy lười đọc,
lười khám phá và lười hiểu. Phải chăng con người đang quá ám ảnh với việc đúng hay sai? Đưa ra một đáp án chuẩn xác và giải quyết được vấn đề là một điều đáng khen ngợi. Nhưng chúng ta đâu thể đảm bảo 100% những phán đoán của mình đưa ra đều phải đúng. Và bởi lẽ chính vì sợ sai, nên con người mới luôn tìm một đáp án để làm dịu lòng. Đôi lúc, thứ quý giá để xây dựng nên tư duy cá nhân không nằm ở đáp án cuối, mà ở chặng đường người nghĩ đã du hành qua. Chính hành trình dài dằng dẳng và thay đổi không ngừng sau mỗi lần thất bại đấy mới hình thành nên thứ mà con người gọi là tư duy phản biện, critical thinking. Nếu AI mớm cho chúng ta đáp án từ đầu, phải chăng hành trình đã kết thúc ngay từ lúc chúng ta bấm phím Enter, còn đâu là nội chiến vũ trụ trong đầu? Đối với câu hỏi trên, tôi cũng có một câu trả lời, góc nhìn cá nhân muốn chia sẻ. Vô lý, mạng sao mà mất được, và điện không biến mất được đâu, đều là những nhận định chính xác, vì vốn dĩ chúng sẽ song hành với con người đến khi tài nguyên trái đất cạn kiệt. Nhưng đó không phải là ngụ ý của tiêu đề. Tại sao tôi đặt câu hỏi như thể mạng con người được quyết định bởi cục wifi trong phòng mỗi người? Bởi đơn giản vì tôi tin thực tế là như vậy. Tôi thấy những cuốn sách dần đóng bụi trên kệ tủ thư viện, những bài báo khoa học chẳng mấy lôi kéo bạn đọc trẻ và sự lạm dụng mạng thần kinh nhân tạo. Giả sử, tôi hỏi bạn về cách sửa chiếc xe rim để ngoài mưa không để máy lên. Việc đầu tiên bản thân bạn làm là gì? Bạn có biết để máy xe nghe sang không? Tại sao dòng cốt này lại nằm ở đấy? Bạn có phương pháp riêng nào để đọc một bài nghiên cứu hay không? Nếu mà nhà vệ sinh chẳng may bị nghẹt thì bạn biết thông chứ? Đèn trong phòng bị cháy bóng thì bạn có thay được không? Mình dùng Sunlight để rửa xe được không nhỉ? Và còn 1001 câu hỏi. Giả sử tôi rút điện nhà bạn, liệu bạn có cho tôi câu trả lời? Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại dễ dàng vấp phải câu trả lời. Đợi tao Google, hay là để tao hỏi thử ChatGPT phát? Như đã nói thì việc thích nghi và hiện đại chẳng có gì là sai. Nhưng đến những thứ căn bản và thực tế bạn còn không thể tự tin trả lời, hoặc tự mình ngồi đó tìm đáp án, thì đúng thật là mạng đã có thể đoạt mạng bạn bất cứ lúc nào. Tôi tin rằng mọi công cụ chỉ nên là bàn đạp để giúp cho hành trình đỡ gian nan. Sự xuất hiện của mọi thứ, từ Google, Bing, Cốc Cốc đến ChatGPT đều để giúp con người vào đúng trọng tâm, dựa trên những gì ông cha ta đã nghiên cứu suốt những thế kỷ. Thứ mà đời trước đã dày công truy tìm, giờ có thể được học và áp dụng trong vài ngày, đó là nếu bạn không lười và dừng ở khâu tìm. Việc này tương tự như việc nhiều bạn trẻ bảo sau này lập trình sẽ chẳng có cơm vì AI sẽ lo liệu mọi thứ, hay trẻ con sẽ không cần học tiếng Anh vì sau này sẽ có máy phiên dịch. Điều quan trọng nằm ở tư duy, mindset. Bạn hãy thử quan niệm rằng code được viết nên để cho người đọc hiểu và máy chỉ vô tình xử lý. Tiếng Anh là một chất keo thống nhất và cá nhân lĩnh hội được nó có thể tự tin trao đổi với thế giới. Chính mindset này sẽ không để đời bạn phó mặc cho bất kỳ ai, bởi tôi tin rằng người yêu cuộc hành trình sẽ luôn thành công hơn người chỉ muốn về đích. Và tôi tin, nếu bạn hiểu, bạn sẽ đủ khả năng để cưỡi làn sóng AI trong tương lai và dùng nó để tối ưu hóa, cũng như tạo nên những thứ chưa từng tồn tại. Những sự việc gần đây, như Amazon sáng tạo ra người máy giúp tháo dỡ hàng công kênh, FPT đào tạo đội ngũ AI để lo toàn việc kế toán, các công ty Unicorn ồ ạt bán sản phẩm AI Base được theo dệt theo ý khách hàng, hay AI thay thế bộ phận HR tuyển dụng nhân viên, tất cả tưởng chừng như đã tước đi cơ hội nghề nghiệp của hàng nghìn người. Nhưng với tôi, đây là một dấu hiệu tốt để nhắc con người ra khỏi vùng an toàn của họ và tiến đến những vùng trời mới cao cấp hơn, khắc phục tình trạng mua bán nhiều hơn tạo ở Việt Nam. Phải chăng con người trở nên lo sợ sẽ bị thế chỗ vì họ đã sống quá quen trong vùng an toàn giá trị thấp mà mình chọn? Ở hiện tại, tôi tin phần lớn các bạn trẻ đều gặp khó khăn trong việc mất đi mạng, bởi lẽ điện và thiết bị điện tử là một phần lớn trong xã hội toàn cầu, cũng như công cuộc cách mạng số hóa, và mất đi nó cũng đồng nghĩa với việc cánh cổng trí thức khép lại. Tuy nhiên, việc phó mặc bản thân và để bản thân bị chi phối bởi kiến thức bề nổi cũng như kinh nghiệm từ công nghệ tự động hóa là giới hạn mà con người đặt ra cho bản thân. Dẫn đến một sự thật đáng buồn rằng, nếu con người mất đi Internet, có mấy ai đủ tự tin để bước ra ngoài kia và đối mặt với những điều đã từng là căn bản đối với những thế hệ trước? AI, suy cho cùng là một mạng thần kinh mô phỏng lại bộ não của con người. Vậy nếu ai cũng dựa vào AI để biết cách sống, thì đâu là kiến thức mới để AI mô phỏng lại? Những nhận định trên đã vẽ nên một viễn cảnh 5.0, nơi con người bị đô hộ bởi công nghệ nói chung và AI nói riêng như hệ quả của việc sụt giảm kỹ năng và giá trị thực của xã hội. Có những kỹ năng nếu chúng ta trải nghiệm sẽ hiểu được nhiều hơn. Giữa xã hội bộn bề, sống chậm lại và để tâm đến cảnh vật cho ta thấy được chiều sâu, thấy những thứ mà ta đã từng vô tâm phớt lờ như cách bố đã sửa xe như thế nào, mẹ đã thay bóng đèn ra sao, hay anh IT nhà kế thấy điều gì ở những dòng mã xanh đỏ chi chít. Bởi lẽ kiến thức chỉ là cái vỏ rỗng nếu người học không thực sự hiểu. Ngoài ra, học cách đồng tồn tại và song hành cùng AI là thiết yếu để tránh bị hòa tan vào ma trận, nơi tư duy được mớm trực tiếp vào bộ não của người dùng. Đôi lúc, bạn học những gì và bao nhiêu chẳng quan trọng mấy. Bạn học như thế nào và làm ra sao mới là điều đáng trân quý.
Tóm lại, với sự tiến bộ của công nghệ, việc tìm ra lý thuyết trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và chỉ khi con người thực sự biết cách tận dụng lợi ích này để xây dựng nên những cơ đồ mới, thay vì gặm nhấm trên nỗi an nhiên, thì xã hội mới có thể hướng đến một thời kỳ 5.0 bền vững.